Cuộc cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm đang chịu ảnh hưởng trong Đảng Cộng sản Trung Quốc ra sao? Tổng Bí thư Tô Lâm là một con người thực dụng và ít quan tâm đến vấn đề học thuyết cũng như lý luận. Ông Tô Lâm đã sớm nhận thấy bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay như một cỗ máy già nua, cỗ kỹ, cần phải đại tu lại, nhưng thay thế toàn bộ hệ thống, tức là tiến hành cải cách thể chế nhằm khắc phục cái gọi là điểm nghẽn của điểm nghẽn là điều không thể. Bởi nhiều lý do khác nhau, chủ trương cải cách của ông Tô Lâm đã vấp phải sự phản ứng của một bộ phận không nhỏ lãnh đạo cấp cao trong Đảng. Đây là những nhân vật được cho là thành phần bảo thủ trong Đảng, với lập trường kiên định con đường chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng thực chất không phải là như vậy, mà bởi lý do chủ trương cải cách của Tô Lâm sẽ đụng chạm đến rất nhiều quyền lợi cũng như quyền lực của họ. Tới mức ông Tô Lâm trên cương vị Tổng Bí thư đã phải kêu gọi sự hy sinh của các lãnh đạo cấp cao. Đây là lý do cuộc cải cách để đưa đất nước bước sang kỷ nguyên mới của Tổng Bí thư Tô Lâm đang bị chững lại. Kể cả việc ông Tô Lâm đưa ra phương án tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, nhưng vẫn không được thế lực này chấp thuận theo kiểu bằng mặt nhưng không bằng lòng. Việc tinh gọn bộ máy nhà nước đã được công luận đồng tình ủng hộ. Theo đó, một nước nghèo như Việt Nam nhưng lại tồn tại một bộ máy hành chính đồ sộ, tiêu tốn đến 70% ngân sách quốc gia. Đây chính là lý do nền kinh tế Việt Nam vẫn tụt hậu khá xa so với các nước khác trong khu vực. Những phân tích vừa kể trên cho thấy việc cải cách thể chế hay tinh gọn bộ máy nhà nước vẫn đối mặt với rất nhiều thách thức. Những thế lực bảo thủ trong Đảng đã cáo buộc Tổng Bí thư Tô Lâm mượn danh cải cách để tiếm quyền với mục đích đưa Đảng Cộng sản Việt Nam đi chệch con đường chủ nghĩa xã hội. Đó là chưa kể ban lãnh đạo Bắc Kinh được cho là đang kích động phe thân Trung Quốc trong nội bộ của Đảng phải kiên định với con đường chủ nghĩa xã hội mà hai Đảng Cộng sản cùng ý thức hệ đã đồng tâm lựa chọn. Vai trò cũng như sự tác động của Trung Nam Hải với công cuộc cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm là điều hết sức quan trọng. Đây là vấn đề then chốt nhất và điều này có thể ảnh hưởng đến quá trình cải cách của Việt Nam. Đáng chú ý, ban lãnh đạo Trung Quốc đã thể hiện hai thái độ đặc biệt với Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường. Theo giới phân tích, nếu Trung Quốc ủng hộ mạnh mẽ ông Lương Cường, điều này có thể thúc đẩy Việt Nam cải cách theo hướng có lợi Trung Quốc. Ngược lại, nếu ông Tô Lâm có lập trường độc lập hơn, quá trình cải cách có thể gặp phải sự phản đối hoặc thiếu hỗ trợ từ phía Trung Quốc. Qua đó, việc cân bằng quan hệ với Trung Quốc và thực hiện các cải cách phù hợp với lợi ích quốc gia sẽ là thách thức với lãnh đạo của Việt Nam. Trung Quốc được cho là sẽ không hài lòng với các cải cách chính trị do Tổng Bí thư Tô Lâm khởi xướng vì những lý do như sau. Thứ nhất là lo ngại về sự thay đổi mô hình chính trị. Theo đó, bất kỳ cải cách chính trị nào ở Việt Nam sẽ gây lo ngại cho Trung Quốc về sự ảnh hưởng đến an ninh chính trị của họ. Thứ hai là cải cách chính trị ở Việt Nam sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai nước, do đó Bắc Kinh sẽ không ủng hộ những thay đổi có thể gây ra sự bất ổn trong khu vực. Tiếp theo là ảnh hưởng của phương Tây với Việt Nam trong việc mở cửa và hội nhập sâu rộng hơn với phương Tây. Những điều vừa kể trên chính là lý do công cuộc cải cách thể chế hay tinh gọn bộ máy công quyền ở Việt Nam khó có thể thành công, chứ đừng vội nói đến công cuộc đổi mới lần thứ hai của Tổng Bí thư Tô Lâm. Tổng Bí thư Tô Lâm có sự thụt lùi trong vấn đề cải cách thể chế bởi lý do gì? Mục tiêu cao nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm là phải nắm được quyền lực tuyệt đối trong Đảng Cộng sản Việt Nam như ông Tập Cận Bình bên Trung Quốc hay ông Putin bên Liên bang Nga hiện nay. Đây là điều kiện tiên quyết cần phải có để ông Tô Lâm tiến hành một cuộc đổi mới lần thứ hai. Nghĩa là ông Tô Lâm phải nắm quyền Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước theo mô hình nhất thể hóa. Tuy nhiên, việc ông Tô Lâm vào trung tuần tháng 10 năm 2024 đã phải chấp nhận nhường quyền Chủ tịch nước cho người khác. Điều đó cho thấy đây là sự thất thế của ông Tô Lâm. Rõ ràng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ ra nguyên nhân bao trùm là do thể chế và đây là điểm nghẽn của điểm nghẽn. Như trên thực tế, Tổng Bí thư Tô Lâm buộc phải quay sang thực hiện vụ việc tinh gọn bộ máy nhà nước và coi đó là yêu cầu tất yếu buộc phải làm. Đây được coi là một bước đệm, đồng thời cũng là một cuộc đại phẫu để tạo ra một hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước. Trên mạng xã hội đang lan truyền cái gọi là phương án sát nhập một số cơ quan của chính phủ và các ban của Đảng. Theo đó, sát nhập Bộ Tài chính với Bộ Kế hoạch Đầu tư, sát nhập Bộ Tài nguyên Môi trường với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, sát nhập Bộ Xây dựng với Bộ Giao thông Vận tải. Tin đồn vừa kể trên được công luận đồng tình và cho rằng nếu phương án kể trên được thực hiện, đây sẽ là một bước đột phá và đây là tiền đề của một cuộc cách mạng cải cách cả hệ thống chính trị tại Việt Nam. Theo Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, không tinh gọn bộ máy thì đất nước không thể
phát triển được. Một loạt câu hỏi đã được công luận đặt ra đó là tại sao một siêu cường như Hoa Kỳ chỉ có tổng thống và một phó tổng thống và nội các là các bộ trưởng hay chính phủ của quốc gia phát triển ở châu Âu cũng như vậy? Tại sao họ ít lãnh đạo thế mà họ quản lý đất nước hiệu quả và phát triển đến như thế? Câu trả lời là bởi vì họ làm đúng việc của họ trong mô hình nhà nước nhỏ, xã hội lớn. Ông Tô Lâm cũng từng đưa ra yêu cầu lãnh đạo đảng, chính phủ, quốc hội phải thực hiện đúng vai trò và không làm thay theo kiểu lấn sân. Được biết, bộ máy chính phủ Việt Nam hiện nay đang có tới 30 đầu mối, bao gồm 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ và 8 cơ quan thuộc chính phủ. Trong khi đó, ở Trung Quốc với dân số 1,5 tỷ dân cũng chỉ có 25 bộ, ở Cộng hòa Liên bang Đức cũng chỉ có 14 bộ, Nhật Bản có 12 bộ. Tại sao để một tình trạng bất hợp lý như vậy kéo dài hàng chục năm qua tại Việt Nam? Đây là câu hỏi được đặt ra. Theo giới chuyên gia, chính phủ Việt Nam nên tinh gọn hơn nữa để chỉ còn khoảng 15-16 bộ là hợp lý. Điều đó phù hợp với xu thế chung của đất nước và các quốc gia hiện đại nhất, giàu có nhất hiện nay họ cũng chỉ có khoảng 10-12 bộ. Một câu hỏi được đặt ra đó là cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy của Tổng Bí thư Tô Lâm có phải là biểu hiện của sự thụt lùi trong vấn đề cải cách thể chế hay không? Theo một số nhận định, việc cải cách thể chế dưới sự lãnh đạo của ông Tô Lâm đang gặp nhiều thách thức và có thể không đạt được kết quả như mong đợi. Theo một số nhà phân tích, việc để tồn tại bộ máy hành chính cồng kềnh còn là một kênh nhằm để bảo vệ chế độ. Nếu không có những thay đổi về căn bản về thể chế chính trị, thì khó có thể đạt được những cải cách thực chất và hiệu quả. Nhưng đã là một cuộc cách mạng, sẽ không tránh khỏi sự thiếu đồng thuận trong nội bộ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi lý do, việc sát nhập, giải thể các đơn vị tổ chức ở các cấp sẽ ảnh hưởng đến quyền lực, quyền lợi của một bộ phận không nhỏ, các lãnh đạo cấp cao hiện nay. Việc áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt tại Việt Nam đã hợp lý hay chưa? Vào ngày 22 tháng 11, Quốc hội Việt Nam thảo luận về dự luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi. Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa đã nêu ý kiến thấy rằng việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với máy điều hòa nhiệt độ như hiện nay là đẩy lùi sinh hoạt của người Việt Nam về 40-50 năm trước đây. Theo đại biểu Nghĩa, hiện nay người lao động tại các khu nhà trọ cũng phải lắp máy lạnh để sử dụng cho gia đình. Với một nước nhiệt đới như Việt Nam, việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với máy điều hòa có hợp lý hay không? Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Minh Hoàng nêu ý kiến rằng vào năm 1998, máy điều hòa từng bị áp thuế tiêu thụ đặc biệt là 20%, nhưng tới năm 2008, nhà nước đã thấy không hợp lý nên kéo xuống còn 10%. Tương tự, đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân cũng nêu cái vấn đề cần áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm xăng dầu ở mức thấp nhất như có thể. Theo đại biểu Trần Hoàng Ngân, mặt hàng xăng dầu hiện nay không phải là mặt hàng xa xỉ thì phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Các đại biểu Quốc hội đều đồng tình thấy rằng dự thảo sửa đổi luật tiêu thụ đặc biệt lần này cần phải đưa máy điều hòa và một số hàng hóa liên quan trực tiếp đến đời sống người lao động ra khỏi danh sách chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì mới hợp lý. Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu áp dụng với một số hàng hóa và dịch vụ mang tính chất xa xỉ với mục đích nhằm hạn chế tiêu dùng để điều tiết sản xuất, nhập khẩu và tiêu dùng của xã hội, đồng thời tăng thu ngân sách cho nhà nước. Nhà nước Việt Nam tăng thuế tiêu thụ đặc biệt nhằm điều tiết sản xuất và tiêu dùng với mặt hàng có hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá để tăng thu ngân sách. Tuy nhiên, việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với một số mặt hàng thiết yếu cho dân sinh có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Vì vậy, đã gây tranh cãi về tính hợp lý của nó. Ví dụ như năm 2019, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với điện thoại di động, camera, nước hoa, mỹ phẩm. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đề xuất này thiếu căn cứ, nhất là khi điện thoại di động là mặt hàng thiết yếu cho cuộc sống hiện nay. Hay vào đầu năm 2004, việc điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt đã làm tăng giá xe hơi, khiến mức lạm phát cao trong năm đó. Công luận thấy rằng Hiến pháp Việt Nam đã xác định là nhà nước Việt Nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Nhưng trên thực tế, khi nhà nước đưa ra các chính sách liên quan đến vấn đề kinh tế xã hội, nguyên tắc của dân, do dân, vì dân vẫn chưa được thực hiện một cách đầy đủ để đảm bảo quyền lợi của người dân. Theo đó, những hàng hóa xa xỉ như ô tô, tàu thủy hay hàng hóa không được khuyến khích tiêu dùng như rượu, bia, thuốc lá cần phải đánh thuế tiêu thụ đặc biệt là điều cần thiết. Trong khi đó, xăng dầu là mặt hàng hết sức thông thường, người dân tiêu thụ hàng ngày và không phải là hàng hóa xa xỉ. Tại sao nhà nước đã đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu, trong khi các sản phẩm rượu, bia, thuốc lá ở Việt Nam lại thuộc loại rẻ nhất trên thế giới? Mới đây vào tháng 2 năm 2023, trước kiến nghị bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu, Bộ Tài chính Việt Nam cho biết
việc thu thuế tiêu thụ đặc biệt là phù hợp với thông lệ quốc tế, cũng như xăng dầu cũng là nhiên liệu không tái tạo, cho nên cần phải thu thuế tiêu thụ đặc biệt để buộc người dân phải sử dụng tiết kiệm loại năng lượng này. Theo giới phân tích, việc Việt Nam tăng thuế tiêu thụ đặc biệt nhằm tăng thu ngân sách là điều cần thiết, nhưng cần phải tính toán kỹ lưỡng vì việc tăng thuế sẽ gây tác động tiêu cực đến cuộc sống của đa số người dân và cả nền kinh tế đất nước. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin việc áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt tại Việt Nam đã hợp lý hay chưa? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.